Bởi vì nói thật, sống bao nhiêu trong cuộc đời này cũng là chưa thỏa, chưa trọn, sống chưa đủ, mà khao khát về tình yêu đối với con người và lòng tham sống vẫn còn lăn man. Vâng, nhìn những mùa thu đi sẽ đến với chúng ta qua sự trình bày của chị Thu Loan. Xin mời chị Thu Loan. Bye.